Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sau đây sẽ có trong chương trình hôm nay. Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên lão thành. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm chúc Tết các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tín hiệu khởi sắc từ hoạt động sản xuất công nghiệp. Tết sớm của người lính biên phòng. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng 26 tháng 1, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao huy hiệu Đảng cho đảng viên Đảng bộ phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022. Đợt này, Đảng bộ phường Bắc Cường có 9 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng, trong đó đảng viên Nguyễn Duy Kiên, chi bộ Phú Thịnh 5 được trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Hai đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Các đảng viên còn lại được tặng huy hiệu từ 40 năm đến 55 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Xuân Cường chúc mừng và trân trọng bày tỏ những cống hiến của các đồng chí đảng viên được trao huy hiệu đợt này. Mong muốn các đảng viên tiếp tục đóng góp trí tuệ, nhiệt huyết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, Đảng bộ thành phố Lào Cai có 83 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng. Dịp này, các đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy Văn Bàn đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên. Đợt này, huyện Văn Bàn có 23 đảng viên vinh dự được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó truy tặng một huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho một đảng viên. Các đảng viên còn lại được trao huy hiệu từ 30 năm đến 55 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng huy hiệu là sự ghi nhận của Đảng đối với đóng góp, cống hiến của các đảng viên. Đồng viên họ tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, là tấm gương sáng trong gia đình, cơ quan, đơn vị cũng như cộng đồng dân cư. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chiều ngày 26 tháng 1, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Thăm và chúc Tết Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật, các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên vào thành tích chung của Lào Cai trong năm 2021 vừa qua. Các cơ quan báo chí đã thông tin nhanh nhạy, kịp thời, toàn diện về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh trong nước và quốc tế. Thông qua các tác phẩm báo chí, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng đội ngũ phóng viên nhà báo sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết, tích cực phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh một Lào Cai mới với quyết tâm cao, năng động, sáng tạo, nhằm hiện thực hóa khát vọng đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi chia sẻ về hoạt động tác nghiệp báo chí trong thời gian qua và mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, tăng cường cung cấp thông tin, đẩy mạnh công khai, minh bạch, đối thoại nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí phát triển. Cũng trong chiều 26 tháng 1, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc Tết báo Lào Cai và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai. Thăm và chúc Tết báo Lào Cai, đồng chí ghi nhận những đóng góp của các nhà báo, phóng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, tạo sức lan tỏa, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả cơ quan đạt được, góp phần tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt là đã từng bước nâng cao chất lượng chương trình phát sóng phục vụ nhân dân, nhiều tin bài cộng tác với các cơ quan báo chí trung ương được đánh giá cao. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục tuyên truyền những kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch COVID-19, phát huy hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh vùng đất con người Lào Cai đến với bạn bè trong nước quốc tế. Ngày 26 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc Tết và trao quà cho các hộ nghèo ở huyện Bảo Yên. Đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết và tặng quà cho 35 hộ nghèo ở hai xã Cam Cọn và Kim Sơn. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Dự lễ bàn giao nhà cho hai hộ nghèo là gia đình bà Triệu Thị Canh ở xã Cam Cọn
và gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, xã Kim Sơn. Nhân dịp này, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã dự và trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho 4 đảng viên thuộc đảng bộ xã Nghĩa Đô. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí chúc mừng đánh giá cao công hiến của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, của quê hương. Mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Nghĩa Đô. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai, mùng 5 tháng 3 năm 1947, mùng 5 tháng 3 năm 2022, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề Vận dụng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bài viết đã trả lời đúng và trúng những vấn đề cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các chính khách, học giả nước ngoài quan tâm. Bài viết đã đặt ra nhiều câu hỏi và tập trung lý giải từng câu hỏi như chủ nghĩa xã hội là gì, tại sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam. Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tham gia tập trung vào các nội dung, nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư vào giảng dạy triết học Mác Lênin ở chương trình trung cấp lý luận chính trị, hiểu và đưa bài viết của Tổng Bí thư vào giảng dạy tại trường chính trị tỉnh, vận dụng những quan điểm trong bài viết của Tổng Bí thư vào giảng dạy kinh tế chính trị Mác Lênin trong chương trình trung cấp chính trị. Những ý kiến này đã làm rõ hơn tính khoa học, lý luận và thực tiễn của bài viết, qua đó giúp cho đội ngũ đảng viên, giảng viên nhà trường hiểu và vận dụng đúng vào công tác giảng dạy. Đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2022 đạt trên 46.000 tỷ đồng, cao hơn năm trước tới 5.000 tỷ. Tỉnh Lào Cai đã đề ra nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất. Đặc biệt, một số dự án công nghiệp lớn sẽ được tỉnh hỗ trợ tối đa điều kiện để khởi công và đi vào hoạt động ngay trong năm, mở ra triển vọng mới cho hoạt động sản xuất công nghiệp địa phương. Nhà máy luyện đồng số 2, dự án sản xuất công nghiệp trọng điểm theo hướng chế biến sâu tại Lào Cai. Việc vận hành ổn định nhà máy này được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng vào giá trị gia tăng cho sản xuất công nghiệp chung toàn tỉnh. Trong năm đầu tiên vận hành tối đa công suất thiết kế nhà máy, chủ đầu tư dự án đặt mục tiêu phải kiểm soát tốt các quy trình công nghệ để sản xuất ra 18.000 tấn đồng ca tốt thành phẩm. Nhanh chóng làm chủ các dây chuyền thiết bị của nhà máy luyện đồng số 2, đồng thời các cái giải pháp về nghiên cứu khoa học rồi các cái hoạt động sáng kiến cải tiến trong cái quá trình sản xuất, thì chúng tôi tiếp tục là đẩy mạnh cái phong trào đấy để từ đó người lao động thì có nhiều cái ý tưởng, nhiều cái giải pháp để đóng góp vào cái việc thực hiện nhiệm vụ chung của chi nhánh Lào Cai. Đã có nhiều tín hiệu khởi sắc ngay những ngày đầu năm trong hoạt động sản xuất công nghiệp tại Lào Cai. Một số nhà máy thiếu hụt về nguyên liệu đã được tỉnh đề xuất chính phủ kịp thời tháo gỡ. 6 dự án thủy điện mới đang gấp rút được hoàn thành để hòa lưới điện quốc gia. Một số dự án công nghiệp trọng điểm theo hướng chế biến sâu sẽ được khởi công. Một số dự án công nghiệp may mặc sẽ đi vào hoạt động, góp phần quan trọng gia tăng giá trị sản xuất. Huyện Đồng Bản Qua sẽ chạy 100% công suất. Tới đây thì cái dự án về nhà máy gang thép Việt Trung thì cũng đã được tháo gỡ, chính phủ cũng đã có nghị quyết riêng. Dự án về nhà máy DAP thì cũng đã có hướng về cái quặng apatit. Thì hiện nay là Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đang có những cái giải quyết cho tỉnh. Thì tỉnh sẽ giao tăng cho ngành công thương cái giá trị sản xuất công nghiệp là gần 5.000 tỷ đồng so với năm 2021. Để phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng trên 12% trong năm nay, tỉnh tiếp tục chỉ đạo tập trung giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 để duy trì ổn định hoạt động sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nguyên nhân vật liệu, phục vụ sản xuất và thị trường cho đầu ra sản phẩm. Các cái nguồn nguyên liệu, than cốc, điện cực hay là quặng mà khó khăn thì họ chủ động đặt ở các cái nguồn khác nhau và tạo ra cái sự linh hoạt chủ động, tổ chức tốt việc phòng chống dịch COVID-19 dẫn đến là cái tạo ra sự yên tâm sản xuất trong nội bộ
và chủ động tìm kiếm các đối tác và cũng như là cung cấp đầu ra đầu vào. Công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư hạ tầng kỹ thuật để tạo mặt bằng sạch, đón nhận các dòng vốn và các dự án trong và ngoài nước sẽ tăng thêm dư địa, góp phần quan trọng để sản xuất công nghiệp của Lào Cai bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Ngày 26 tháng 1, tỉnh Lào Cai ghi nhận 202 trường hợp mắc COVID-19 có mã bệnh nhân từ BN2184503 đến BN2184704. Trong đó có 97 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 91 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã được công bố trước đó và 14 trường hợp về từ tỉnh có dịch. Như vậy, tính đến nay, Lào Cai đã có 2.810 bệnh nhân mắc COVID-19, đã chữa khỏi bệnh cho 1.398 người. Hai trường hợp tử vong. Dịch bệnh tại Lào Cai đang có diễn biến rất phức tạp, vì vậy người dân cần chủ động cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng lây nhiễm COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, 350 suất quà Tết đã được trao đến tay các tài xế đang nằm chờ trái cây xuất khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, vừa được các lực lượng tại khu vực cửa khẩu phối hợp tổ chức. Kể từ khi được thông quan trở lại, những ngày qua, rất nhiều xe chở trái cây đổ dồn về cửa khẩu Kim Thành chờ được xuất khẩu. Tuy nhiên, do phía Trung Quốc thiếu lái xe trung chuyển, nên lượng thông quan mỗi ngày chỉ có từ 15 đến 20 xe trái cây được xuất qua cửa khẩu Kim Thành. Mỗi ngày trôi qua, sự sốt ruột của những tài xế lại tăng lên. Nguy cơ nhiều người phải đón Tết xa nhà là điều khó tránh khỏi. Nhưng món quà Tết như thế này sẽ phần nào giúp các tài xế thêm ấm lòng trong thời gian chờ ở cửa khẩu. Tuy rằng món quà nhỏ như thế này nhưng mà cũng thích đi nhận, vui, có quà Tết là cảm thấy vui. Rất là cảm ơn cái sự quan tâm của chính quyền, của địa phương và của các cơ quan ban ngành ở đây. Vì đó là nhỏ nhưng mà rất là động viên cho anh em lấy xe ở đây được an tâm phải nằm đây chờ để thông quan thôi chứ làm sao. Hiện tại khu vực này vẫn còn tồn khoảng gần 600 xe container chưa thể xuất khẩu. Những ngày qua các lực lượng chức năng ở đây, công an, biên phòng, ban quản lý khu kinh tế tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự, tổ chức phân luồng giao thông tránh tình trạng ùn tắc. Các đơn vị cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ những suất quà Tết để kịp thời trao đến tay những tài xế nhằm động viên, sẻ chia trong những lúc khó khăn khi trái cây chưa được xuất khẩu. Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng đồn Công an Kim Thành phối hợp với các lực lượng tại chỗ là chia các suất quà với tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái. Mong rằng các lái xe ở lại ăn Tết bình an và đảm bảo về an toàn trong mọi mặt. Mỗi lái xe được nhận phần quà gồm những thực phẩm thiết yếu như bánh chưng, lương khô, nước uống, đồ thiết yếu. Tỉnh Lào Cai đang nỗ lực thúc đẩy việc thông thương hàng hóa cũng như tìm mọi cách để đồng hành hỗ trợ người dân lái xe bị ảnh hưởng bởi ách tắc dài ngày trên biên giới. Thưa quý vị và các bạn, khi hoa đào, hoa mận nở khắp triền đồi, cũng là lúc mùa xuân đã về với chiến sĩ biên phòng, nơi phên dậu của Tổ quốc. Với các anh, việc đón Tết ở biên giới luôn đem lại những cảm xúc hết sức đặc biệt. Đồn Tả Gia Khâu những ngày cận Tết, cán bộ chiến sĩ biên phòng đang tất bật thay áo mới cho ngôi nhà thứ hai của mình. Những luống rau đàn lợn đang được chăm bẵm chu đáo, chờ khai xuân tiệc. Năm nay là năm đầu tiên anh lính trẻ Lù Ỉ Thăm ăn Tết tại đơn vị. Đây là năm đầu tiên tôi nhập ngũ và được ăn Tết lần đầu trong quân ngũ, được nhiều cán bộ chiến sĩ động viên an ủi và quan tâm giúp đỡ. Và ăn Tết năm đầu trong này có nhiều cảm xúc và đỡ nhớ nhà. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được sao và luôn vui vẻ mỗi ngày. Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Điều đó đã khắc sâu trong trái tim mỗi người lính băng quân Nam Danh. Với các anh, Tết không chỉ có cành đào, chậu quất mà còn thắm đượm tình nghĩa quân dân. Để hộ dân nào cũng có một cái Tết đủ đầy, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Tả Gia Khâu đã chung tay góp một phần kinh phí để trao những phần quà Tết ý nghĩa, làm vơi đi những khó khăn vất vả của đồng bào nghèo nơi đây. Rất là cảm ơn cho bộ đội biên phòng. Năm mới thì lại
hỗ trợ cho dân, cho cây trồng, cũng giống cây trồng gần Tết này thì lại hỗ trợ cỏ cho dân bớt khó khăn hơn rồi. Năm mới thì bắt đầu, sang năm mới thì lại bắt đầu phát triển thêm. Tết ở các đồn biên phòng dường như đến sớm hơn. Đó là những lúc các anh được đón các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, của chính quyền địa phương và các đơn vị kết nghĩa đến thăm đơn vị. Ngay khi ấy, không chỉ những món quà mà ý nghĩa hơn là đón nhận được sự quan tâm động viên, tấm lòng thơm thảo, ấm áp của hậu phương hướng về biên giới. Các chiến sĩ trẻ thì cũng có một chút nhớ nhà, nhưng qua cái sự động viên, trao đổi hàng ngày, rồi là tâm tư, tình cảm chú cháu anh em là cán bộ chiến sĩ trẻ rất là vui vẻ. Không có đồng chí nào có cái tư tưởng dao động gì và rất vui được trải nghiệm cái đón Tết đầu tiên trong quân đội. Và cũng chính vì điều đó, những người lính mang quân hàm xanh luôn sẵn sàng gác lại những tình cảm riêng tư để chắc tay súng vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc. Xuân của họ là sự hy sinh thầm lặng, là những dấu chân tuần tra bền bỉ nơi biên cương, bảo vệ sự bình yên cho mọi nhà, mọi người. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định công nhận xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai chỉ đạo xã Thống Nhất thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới đã đạt, đảm bảo bền vững. Phấn đấu đưa xã Thống Nhất trở thành xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Để được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới cùng với nguồn lực được đầu tư, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thống Nhất luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực thi đua xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của địa phương đạt trên 41 triệu đồng một năm. Sản xuất vụ xuân năm nay, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên triển khai cánh đồng một giống. Mục tiêu đặt ra là quản lý tốt dịch bệnh, nâng cao năng suất, đặc biệt là thực hiện điểm nhấn bằng mô hình cánh đồng vàng, tạo cảnh quan hấp dẫn cho du lịch địa phương mỗi khi lúa chín rộ. Thửa ruộng của gia đình chị Ma Thị Đẹt thuộc cánh đồng thôn Bản Kem. Những ngày này, chị Đẹt cũng như bà con trong thôn đang tất bật xuống đồng để làm cỏ, cây ải. Năm nay, bà con đều được tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật sản xuất theo mô hình cánh đồng vàng. Thì để cho kịp thời vụ thì bây giờ bà con thì đang làm ở trên ruộng. Thì muốn để làm cho kịp thời vụ thì tất nhiên thì tất cả các hộ dân thì cùng nhau cùng làm để mà cho vụ được tốt và đạt hiệu quả. Thứ nhất là nhà mình đã cày bừa này, xong rồi nếu mà nhà mình có phân thì có thể cho phân vào trước, sau đó là lấy phát cái cỏ. Với mục tiêu sản xuất cánh đồng một giống, xã Nghĩa Đô đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện xây dựng kế hoạch cấy vụ xuân sớm một tháng so với khung thời vụ. Không những đảm bảo năng suất, sản lượng, phòng trừ sâu bệnh tốt, mà còn xây dựng hình ảnh cánh đồng vàng, phục vụ cho phát triển du lịch cộng đồng theo đề án phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Căn cứ vào cái tình hình thời tiết của vùng miền, thì chúng tôi đã xây dựng cái khung thời vụ và triển khai đến toàn thể nhân dân là thực hiện là cái vụ xuân hết toàn bộ diện tích. Qua quá trình triển khai thực hiện thì được bà con nhân dân cũng đồng tình tham gia ủng hộ, và đặc biệt là qua cái vụ xuân này thì cũng gắn với cái phát triển du lịch cộng đồng của xã Nghĩa Đô. Nghĩa Đô là một trong những địa phương có diện tích lúa xuân lớn của huyện Bảo Yên. Vụ xuân năm nay địa phương gieo cấy trên 260 hectare lúa. Thời điểm này, các điều kiện cho sản xuất đã được chuẩn bị tốt, qua đó giúp bà con hoàn thành toàn bộ diện tích gieo cấy đúng kế hoạch đề ra. Theo thông tin từ lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Lào Cai cho biết, khoảng 10 giờ 18 phút sáng 26 tháng 1, tại khu vực nhà ủ rác trong xí nghiệp xử lý rác thành phố Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn lật xe máy xúc khiến một công nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin, xí nghiệp xử lý rác thành phố Lào Cai, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Lào Cai đã báo cho các cơ quan chức năng thực hiện xác minh, điều tra sự việc. Ngay trong sáng 26 tháng 1, cơ quan chức năng đã vào cuộc khám nghiệm tử thi và làm các thủ tục trao trả thi thể nạn nhân cho gia đình để an táng theo quy định. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Lào Cai cho biết, tại khu vực ủ rác của xí nghiệp, hiện nay ánh sáng chưa đảm bảo, có thể là nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đã tới rất gần. Thời điểm này, nhà nhà, người người đã náo nức hướng đến một cái Tết đầm ấm, an vui. Tuy nhiên, ở nhiều thôn bản của vùng cao, người dân vẫn tranh thủ thời tiết thuận lợi để lên nương, chuẩn bị cho vụ sản xuất mới. Không khí lao động làm cho những ngày cuối năm thêm phần ý nghĩa. Miệt mài làm từ sáng tinh mơ tới tận giữa trưa, gia đình bà Lùng Thị Dấn đã trồng xong ngô xuân tại mảnh nương thôn Tả Thền, xã Nấm Lư. Công việc hoàn thành, gia đình bà yên tâm hơn để vui xuân đón Tết. Cố là trồng xong ngô thì yên tâm ăn Tết được rồi. Ngày hôm nay ở đây, nhiều nhà cùng lên nương lắm. Vào thời điểm này, nông dân tranh thủ những ngày nắng để đi phát nương, trồng ngô, rẫy cỏ, đồng thời chuẩn bị đất cho vụ xuân sau nghỉ Tết. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lao động ở nhà nhiều hơn, những mảnh nương cũng nhờ thế mà được chăm chút kỹ càng hơn. Trước đây thì không có dịch thì còn có lễ hội gầu tàu, trọi trâu các thứ thì mình đi làm, thì qua 10 năm mình mới bắt đầu làm. Nhưng mà mấy năm nay thì thanh niên ở chỗ mình thì ở nhà trồng trọt phát nương, dọn dẹp xong là qua Tết là mình ăn Tết thì ăn 5-6 ngày xong là bắt đầu đi làm, trồng ngô, trồng lúa, trồng lạc, trồng đậu tương này. Ở Nấm Lư, nhiều diện tích đất khô cằn được người dân linh hoạt để trồng ngô, trồng chè, trồng rau trái vụ. Sự cần cù chăm chỉ của người nông dân giúp cho họ có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, vượt qua một năm nhiều khó khăn do dịch bệnh mang lại. Tạo không khí thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày xuân sẽ giúp cho phong trào thi đua làm kinh tế của nông dân trên địa bàn thêm sôi nổi. Hiện nay thì bà con cũng đang rất là phấn khởi làm đất để chuẩn bị các cái điều kiện gieo cái vụ xuân hè, cũng đã tổ chức tuyên truyền tới các đồng chí bí thư chi bộ, các đồng chí trưởng thôn là vận động cho bà con thực hiện xuống đồng để sản xuất ngay sau khi mà dịp Tết Nguyên đán kết thúc. Đã từ lâu, tư tưởng tháng riêng là tháng ăn chơi đã được thay đổi trong nhận thức của người nông dân vùng cao Lào Cai. Những ngày Tết cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn giữ được nét vui tươi và giàu bản sắc. Tinh thần yêu lao động, sự chủ động trong sản xuất sẽ là nội lực quan trọng nhất để bà con cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập. Chú Hương tạm dừng tổ chức lễ hội. Hàng chục người mất tích trong vụ lật thuyền ngoài khơi Mỹ. Đợt chiếu phim kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Nhâm Dần sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2. Các phim được chọn chiếu trong đợt phim bao gồm phim truyện Bình Minh Đỏ do hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất, phim tài liệu Chi khí Người Cộng sản Việt Nam, Trọng trách niềm tin và khát vọng, và phim Chi khí Người Cộng sản Việt Nam, Những hạt giống đỏ do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất. Phim hoạt hình Nữ tướng Mê Linh do công ty cổ phần hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất. Việc tổ chức đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành. Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Giao thông Vận tải Lào Cai chỉ đạo các đơn vị vận tải, bến xe triển khai kế hoạch phục vụ với mục tiêu đảm bảo thông suốt an toàn. Sở Giao thông Vận tải đã ban hành kế hoạch cụ thể về công tác phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp trước, trong và sau Tết, mùa lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022. Phòng Quản lý Vận tải hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phục vụ Tết. Bến xe trung tâm và các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể về phục vụ Tết. Cùng với đó, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Hành khách lên xuống xe phải khai báo y tế, tuân thủ 5K. Các doanh nghiệp vận tải đảm bảo vận chuyển đúng số lượng cho phép, đảm bảo phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, Chùa Hương cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, lễ hội Chùa Hương năm nay dự kiến diễn ra trong 3 tháng, từ ngày mùng 2 tháng 2 đến hết ngày 30 tháng 5, tức ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 30 tháng 3 năm Nhâm Dần. Lễ hội Chùa Hương là lễ hội đầu năm lớn nhất của Hà Nội, cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của Việt Nam. Trước khi xảy ra đại dịch, mỗi năm, lễ hội đón hàng triệu lượt người về đây du xuân vãn cảnh chùa và cầu cho một năm mới với nhiều điều may mắn, hạnh phúc. Tin
thời sự thế giới, Italy sẽ tiếp tục tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng thống vòng 3 trong chiều 26 tháng 1. Theo giờ Việt Nam, sau khi kết quả bỏ phiếu vòng 2 ngày 25 tháng 1 cho thấy tiếp tục không có ứng cử viên nào giành đủ đa số 2/3 cần thiết để đắc cử. Trong vòng 2, Tổng thống đương nhiệm Sergio Mattarella cùng luật gia Maddalena giành được nhiều phiếu nhất với 39 phiếu. Trong tổng số 1.009 lá phiếu đại cử tri, gồm các nghị sĩ tại hai viện quốc hội và đại biểu các vùng, đã có 525 phiếu trắng, giảm so với 672 phiếu trắng trong vòng 1. Trong ngày 25 tháng 1, các đảng trung hữu tại Italy đã đề xuất 3 ứng cử viên. Tuy nhiên, danh sách này đã bị khối trung tả bác bỏ ngay sau đó. Năm nay, lần đầu tiên cuộc bầu cử Tổng thống Italy thu hút được sự quan tâm của quốc tế do không có ứng cử viên chính thức nào trong cuộc bầu cử Tổng thống và các đại cử tri có quyền bỏ phiếu cho bất kỳ ai, miễn là người đó là công dân Italy, trên 50 tuổi và không bị cấm đảm nhiệm chức vụ này. Trước cuộc bầu cử, Thủ tướng Mario Draghi được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ này. Ngày 25 tháng 1, hàng loạt các nước thành viên của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp tài chính nhiều hơn nữa để Tổ chức Y tế Thế giới có đủ nguồn lực ổn định để ứng phó với các thách thức y tế hiện nay. Ngoài ra, WHO cũng được yêu cầu phải cải tổ minh bạch về tài chính trước khi các nước tăng nguồn đóng góp. Trong những năm gần đây, nguồn ngân quỹ được các nước đóng góp cho Tổ chức Y tế Thế giới ngày càng giảm dần, khiến tổ chức này phải vật lộn tìm kiếm các nguồn tiền tài trợ tự nguyện khác để ứng phó với đại dịch COVID-19 cũng như nhiều cuộc khủng hoảng y tế khác xảy ra trên khắp thế giới. WHO thừa nhận tổ chức này hiện không có nguồn tiền bền vững để có thể chủ động ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu lớn. Dù đồng tình với việc kêu gọi đóng góp tài chính thêm, tuy nhiên Mỹ, một trong những nước tài trợ lớn nhất, đã yêu cầu WHO phải minh bạch tài chính hơn nữa để cộng đồng quốc tế đánh giá được hiệu quả của các hoạt động cũng như hiểu được cơ chế chi tiêu của cơ quan này trước khi nhất trí tăng mức đóng góp. Đáp lại, WHO đề xuất sẽ tiến hành cải tổ đồng thời với việc thúc đẩy giải quyết các cuộc khủng hoảng dịch bệnh ngày càng nhiều hiện nay. Theo ước tính của giới chuyên gia, Tổ chức Y tế Thế giới cần có nguồn tài chính khoảng 12 tỷ đô la Mỹ để có thể đảm bảo hiệu quả các hoạt động trong các năm tiếp theo. Các nhà thầu Ba Lan ngày 25 tháng 1 đã bắt đầu khởi công xây dựng bức tường biên giới dài 186 km dọc biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn dòng người di cư vào nước này để tới các nước châu Âu. Theo thiết kế, bức tường biên giới cao 5,5 mét, có kết cấu cốt thép và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 tới. Hiện tại, khu vực biên giới này đang được ngăn cách bằng các hàng rào dây thép gai. Dự án này làm dấy lên quan ngại về quyền xin tị nạn của một số người di cư cũng như ảnh hưởng của công trình xây dựng đối với môi trường hoang dã dọc đường biên giới. Tổng kinh phí xây dựng bức tường này ước tính khoảng 407 triệu đô la Mỹ. Lực lượng bảo vệ biên giới Ba Lan cho biết, nước này sẽ cố gắng giảm tối đa mọi tổn hại đến môi trường cũng như hạn chế chặt cây để phục vụ cho công trình xây dựng này. Các nhà thầu sẽ tận dụng những tuyến đường hiện nay để xây dựng bức tường. Ngày 25 tháng 1, Mỹ đã phát động chiến dịch tìm kiếm 39 người được thông báo mất tích sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật ngoài khơi Florida. Sự việc hiện đang bị nghi ngờ là một vụ buôn người từ các nước vùng Caribe tới Mỹ. Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, những người sống sót trong vụ lật thuyền đều không mặc áo phao. Lực lượng này đã triển khai các tàu và máy bay tích cực tìm kiếm người dưới nước. Trong khi đó, một người sống sót cho biết con thuyền đã rời quận Bimini của Bahamas từ đêm ngày 22 tháng 1, song gặp thời tiết xấu và bị lật úp. Hiện nhà chức trách Mỹ đang điều tra theo hướng đây là một vụ buôn người. Các đối tượng buôn người thường sử dụng Bahamas, quốc gia quần đảo nằm gần bờ biển bang Florida, làm điểm xuất phát để đưa người từ các nước vùng Caribe tới Mỹ. Bimini là quận cực tây của Bahamas và là điểm gần đất liền nhất, cách vịnh Fort Pierce khoảng 217 km. Gần 300 hãng đồ chơi lớn nhất toàn cầu đã tập trung tại London tham gia triển lãm đồ chơi 2022. Dự kiến giá thành đồ chơi năm nay sẽ tăng cao hơn so với năm ngoái do các áp lực của việc đứt gãy chuỗi cung ứng và nhiều người phải ở nhà do dịch bệnh. Sau một năm tạm đóng cửa vì dịch bệnh, năm nay triển lãm đồ chơi Toy Fair đã mở cửa trở lại tại London, thu hút gần 300 nhà sản xuất lớn nhất toàn cầu. Do tác động của đại dịch, doanh thu đồ chơi tại Anh trong năm 2021 đã giảm 3%. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lý giải rằng nguyên nhân một phần là do năm 2020, ngành công nghiệp sản xuất đồ chơi đã tăng trưởng quá nóng khi người người phải ở nhà do dịch bệnh, và đà tăng trưởng nóng này
đã giảm xuống khi nhiều quốc gia dần mở cửa trở lại. Tại Anh, đồ chơi được cấp phép, nhưng món đồ chơi sản xuất dựa trên các bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng chiếm tới khoảng 28% doanh số bán hàng. Tuy nhiên, đại dịch khiến các bộ phim bom tấn của Hollywood bị tạm hoãn cũng đã ảnh hưởng đến doanh số mảng này. Sáng 26 tháng 1, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên đã công bố một danh sách hơn 200 loài sinh vật mới được phát hiện tại khu vực sông Mekong. Phát hiện này một lần nữa minh chứng cho sự đa dạng sinh học to lớn tại khu vực này, bất chấp những thách thức trong công tác bảo tồn. Những phát hiện mới trong danh sách của WWF đáng chú ý đó là loài tắc kè đầu đá ở Thái Lan, một giống sâu tằm mới ở Việt Nam, một loài ếch đầu to ở Việt Nam và Campuchia. Đây đều là những giống vật nằm trong danh sách cần được bảo tồn do nạn chặt phá rừng. Bên cạnh đó, trong danh sách 224 sinh vật được tìm thấy tại lưu vực sông Mekong còn có loài sa rông có sừng, một giống che chịu được hạn hán, một giống khỉ mới. Theo Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên, tất cả những loài mới nằm rải rác trong khu vực là minh chứng cho thấy sự kiên cường của thiên nhiên trước sự suy thoái của hệ sinh thái vốn do bàn tay của con người gây nên. Thưa quý vị và các bạn, giống như cộng đồng các cư dân nông nghiệp khác, đồng bào dân tộc Mông ở Bắc Hà cũng có nhiều nghề truyền thống mang nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình như nghề chế tác nhạc cụ, nghề thêu dệt thổ cẩm, nghề nấu rượu, đan lát các dụng cụ sinh hoạt và đặc biệt là nghề rèn đúc nông cụ. Những ngày này, nhiều lò rèn nông cụ ở vùng cao Bắc Hà vẫn đang đỏ lửa, chuẩn bị cho bà con bắt tay vào vụ sản xuất ngay sau Tết Nguyên đán. Đây cũng là những hình ảnh chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình Thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.